Em Toàn Cao Bằng xin trân trọng kính chào toàn thể các bác đang xem video. Hôm nay là ngày 14 tháng 10. Em có một số đơn hàng muốn về bàn giao lưu với toàn thể các bác yêu hoa phong lan. Các bác mua hàng thì gọi cho em theo số điện thoại ở trên tiêu đề các bác nhé. Hôm nay thì em có rất là nhiều dề lan, nhiều mặt hàng lan. Các bác thích mặt hàng nào thì cứ gọi cho em. Rồi ok, để không làm tốn thời gian của các bác mua hàng thì em sẽ vào giới thiệu từng mặt hàng luôn. Đầu tiên em có đùi gà tròn này. Đùi gà tròn của Cao Bằng chúng em. Em bán đồng giá là 200.000 đồng một giò. Đấy, cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Em lúc trồng thì em đã chia đều tất cả các hình rồi. Nên em bán đồng giá 200.000 đồng một giò. Nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Và những cái dề lan to kia thì lát em sẽ giới thiệu sau nhé các bác nhé. Tiếp theo là mã số 1 này, một giò long tu xuân. Em bán là 100.000. Cực kỳ đẹp luôn. Mùa này thì mùa xuống lá của dòng thân thồng nên là nhìn hơi sơ sát. Nhưng mà ra hoa thì cực kỳ đẹp. Tiếp theo là hình số 2. Là một cái giò giả hạc Pháp các bác nhé. Nhiều loại quá quyền, giá Pháp. Em bán là 100.000. Em sẽ giới thiệu nhanh để không làm tốn thời gian của các bác. Tiếp theo là hình số 3, 150.000. Hạc Vĩ Bắc, em trồng vào gỗ nhán. Cực kỳ đẹp luôn các bác nhé, 150.000. Được một giò lan như vậy là quá tuyệt vời rồi. Hàng thì tất cả đã trồng thuần. Tiếp theo là hình số 4. Hình số 4 này là cũng 150.000. Sàn sàn như nhau cả thôi. Tiếp theo hình số 5 đây. Hình số 5 là cũng 150.000. Tiếp theo hình số 6 kia là 150.000. Tiếp theo bên kia hình số 7 này cũng 150.000. Mấy cái giò này thì nó đều đẹp như nhau nên là em bán đồng giá là 150.000. Tiếp theo là kiều tím miền Trung. Kiều tím miền Trung thì em trồng cũng được một thời gian rồi. Nó lên rất là đẹp. Dòng này thì thân lá đều đẹp các bác nhé, hoa đều đẹp. Các bác muốn biết đó thì mình tìm hiểu thêm. Tiếp theo hình số 8 này, 250.000 cho giò kiều tím miền Trung này. Tiếp theo hình số 9 là 350.000. Đấy là nó ra thế trắng toát đẹp các bác, cực kỳ khỏe luôn. Dòng này thì rất là dễ trồng. Tiếp theo là hình số 10 này. Hình số 10 này em bán là 400.000. Giò này mà ra hoa thì thôi rồi, quá đẹp tuyệt vời. Hình số 10 em bán 400.000. Cực kỳ nhiều thân hoa luôn các bác nhé. Tiếp theo là hình số 11. Hình số 11 là 300.000. Đó cái hình số 11 này. Tiếp theo là hình số 12. Hình số 12 em cũng bán 300. Nên em lấy phân châu khô và phân châu tự nhiên. Rất là đẹp. Tiếp theo là em có mấy cái dề lan cực kỳ khủng luôn. Hàng thì dân đi lấy ở trên cây cổ thụ về. Nói chung là em treo ở vườn cũng khá là lâu rồi. Nhưng mà cây kiểu nó nguyên một dề ấy. Nó rất là khỏe, nó không xung lá được. Này, nguyên một dề cực kỳ to đẹp luôn này. Bác nào muốn biết rõ hơn thì kết bạn Zalo của em nhé. Số điện thoại trên tiêu đề. Này, hình số 13 là 1.400.000. Cái dề này thì cực kỳ to đẹp, sẽ không làm các bác thất vọng ạ. 1.400.000 cho cái dề này. Tiếp theo là hình số 14. 1.200.000. Cái dề này thì cũng rất là đẹp. 1.200.000 được một cái dề lan nguyên dề như vậy là quá là tuyệt vời rồi. Tiếp theo là hình số 15. Đây là cũng nguyên một dề cực kỳ khủng to đẹp luôn. Các bác nào nhà sân vườn rộng rãi, có cây có cối thì lấy cái dề này đi là chấn vườn là quá là tuyệt vời này. Đấy, hình em bán là 2.500.000. Bác nào muốn biết thêm chi tiết thì kết bạn Zalo. Em sẽ quay qua Zalo cho các bác sau. Tiếp theo là hình 16
là một cái giò hoàng à giáng hương tam bảo sắc. Cái giò này em trồng thuần được 3 năm rồi, cực kỳ đẹp. Đấy. Cái giò này mà ra hoa thì thôi. Em có hai giò tam bảo sắc nhé, hai giò. Hình số 16 này em bán là 1 triệu đồng. Tiếp theo hình số 17 này. Hình số 17 này thì em bán 1 triệu đồng. Hai giò này cực kỳ đẹp này. Tiếp theo là hình số 18. Huyền thoại ngô đồng. Cả đống này em bán có 150.000. Siêu rẻ luôn để cho các bác sưu tầm này. Tiếp theo hình số 19 này. Giáng hương đuôi cáo. Giáng hương đuôi cáo hai giò này thì nó cũng rê nó ăn vào chậu rồi nên đi các bác bổ sung thêm phân là quá đẹp này. Hai cái giò này em bán chỉ 300.000, siêu rẻ luôn. Các bác lưu ý là tất cả các đơn hàng em không bao ship nhé, em sẽ gửi bên bưu điện cho các bác. Tiếp theo hình số 20 này. Hình số 20 là 160.000. Giò lan đẹp như vậy là 160.000 là siêu rẻ luôn. Tiếp theo hình số 21 này. Cực kỳ nhiều ngọn, cây khỏe đẹp. Cây ấm chậu rồi. Hình số 21 này em bán là 200.000. Tiếp theo hình số 22, hoàng thảo Thái Bình. Hình số 22 này em bán là 100.000. Đấy, có mấy ngọn đang lên cực kỳ đẹp. Tiếp theo là em có 3 cái giò phi điệp. Hàng sổ số trồng từ kiến đừng lên. Đây, các bác xem này. Trồng từ kiến đừng lên chưa biết mặt hoa nhé. Năm nay nó vừa dài bằng này này. Nên năm ngoái nó bé xíu này nên là chưa biết mặt hoa. Hình số 23. Phi điệp tím rừng hàng sổ số của các bằng. Em bán là 250.000. Cực kỳ nhiều ngọn luôn. Phi điệp thì em trồng rất là nhiều nên em sẽ bán xả những cái dòng này. Tiếp theo hình số 24 là 250.000. Này cũng rất là đẹp này. Có một riêng cái ngọn này là quá tuyệt vời đây. Đi các bác bắt sổ số. Tiếp theo hình số 25 là 250.000. Đây, đều trồng từ kiến đừng lên nhé các bác nhé. Tiếp theo có 4 giò trầm tím. 4 cái giò trầm tím này thì em cũng đã trồng thuần ở vườn nhưng mà hồi trước em nhổ ra em ghép vào gỗ nhám mà nên em nhổ ra để trồng lại, nhưng mà bây giờ em muốn bán giao lưu, em sẽ chia sẻ cho các bác. Bây giờ mùa này nó xuống lá rồi các bác nhé. Đây, nhổ ra như này thì dễ vận chuyển hơn. Còn hai cái giò kia em trồng ở chậu gốm. Hình số 26 là 450.000, trầm tím. Hoa của trầm tím cực kỳ đẹp. Các bác muốn biết thêm chi tiết thì mình lên Google để search về cái dòng này. Mặt hoa cực kỳ đẹp và cực kỳ thơm. Tiếp theo hình số 27 này em cũng nhổ ra.